Đó thì ý như vậy thôi. Nhưng mà ở Việt Nam mà nó có nhiều, thứ nhất á là vừa tiêm thuốc tây nhưng mà vừa kết hợp với đông y. Ở ở Việt Nam mình thì có thằng bà láo nó chỉ là mua, là kiếm cái loại cái gì, cái dây mà coi như là cái rau, không phải cái rau, nó được cái loại mắc cỡ, cái bông, cái gì, cái cây mắc cỡ rồi, biết không? Qua trên nữ hả? Qua trên nữ hả? Đúng rồi, cái dây đó xong rồi về phơi khô lên rồi sấy lên, bắt đầu rồi là nấu nước uống là đủ, bảo đảm là tốt hết liền. Đó đã chỉ cho mấy người hết. Thì đó, mình vừa uống thuốc mà mình vừa chích thuốc mà vừa uống thuốc nam thì ok, chắc tôi nghĩ là hết. Nhưng mà hết thì hết vậy thôi, có giai đoạn chứ không hết được, là bởi vì đa số giữa người lớn. Cái điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa là những người bị khớp á, thì thường thường là không sợ, là rất là sợ khí hậu lạnh. Vô cái tiểu bang của bố nè, ở những người bị đau khớp hoặc là thấp khớp hoặc là những gì xương khớp á, mà ở những bang mà lạnh là rất là khổ, là bởi vì nó đau lắm, mùa đông tới là đau nhất lắm. Vậy thôi bỏ qua mấy cái chuyện đi, ý ta chỉ muốn nói cái điều này. Tao lên sau thì vừa cho để cho IQ nó nghe cái vấn đề đài Việt Nam mà chính thức công bố về vaccine của Trung Quốc. Cái điểm thứ hai nữa là Bộ Y tế của Liên Hiệp Quốc, WTO đã thông báo là vaccine của Trung Quốc đã đạt cái hiệu quả và hiện giờ ta đang phát hành toàn toàn thế giới. Đó là cái hai cái tôi muốn nói lên, đi 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 đối với thằng IQ thế thôi. Còn cái chuyện khác thì tự hào hồi phân giải, thế không, đúng không? Giờ đúng rồi, thì bây giờ thì chúng ta nói chuyện vui đi. Bữa ra thằng nông dân nó chạy nó mất tiêu, chắc bị vợ quýnh là đồ má. Tao nghi nông dân nó bị vợ quýnh này, sao bữa nay nó không ca cổ nữa Đúng đồ rồi, má. Đúng không? Rồi đâu mất tiêu đâu rồi, từ sáng giờ không liên ờ lạc được luôn. đây có một cái tin mới nữa. Được rồi, để tao đọc, cái tiêu đề ra cho tụi mày coi. Qua quả báo, báo chí Mỹ cười ngạo nghễ một cái chết một anh cộng hòa cơ đốc giáo chuyên chống đeo khẩu trang và tự nhiên bây giờ bị tử vong rồi. Đồ quá đó. Đây, có nghe rõ không? Nghe Rồi, khỏi cần cho hình, nó mất công rồi, gỡ xuống quá. sư chủ trương xin trân trọng kính chào quý vị khán giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng ta nói về tin tức ở Hoa Kỳ và đặc biệt là tin tức về một nhân vật của Đảng Cộng Hòa. Và trên màn hình đây là anh Scott Apley, là nữ vương của thành phố Dickinson và là chủ tịch đảng tại Galveston, tức là quận hạt Galveston thuộc tiểu bang Texas. Có thể nói Galveston là một thành phố gần Houston thưa quý vị. Những quý vị nào mà ở Houston thì chắc chắn là biết Galveston là một cái thành phố ở ngay biển. Thì anh Scott Apley này là một thành viên của đảng Cộng Hòa và anh là chủ tịch đảng của địa hạt Galveston. Thì điều không có gì đáng nói nếu mà anh trong thời gian qua đã có những hành động chống đối lại việc tiêm chích vaccine, chống đối lại việc đeo khẩu trang và tuyên truyền rằng Covid là không có gì cả thì quý vị. Thì anh là một người thuộc loại cơ đốc giáo, cơ đốc nhân. Và anh có thể nói rằng chống phá những cái việc chích vaccine, rồi chống phá việc đeo khẩu trang rất là kịch liệt, to mồm, to còi, chống đối ở ngoài đời và chống đối ở trên không gian mạng. Anh có thể nói là một chiến binh đấu tranh không mệt mỏi cho việc mà chống lại đeo khẩu trang. Những người chống lại như thế thì cũng không thiếu gì ở Hoa Kỳ này. Và chúng tôi cũng đã nói là hiện nay có rất nhiều người chống đối việc chích vaccine, chống đối việc đeo khẩu trang và coi đó là việc tự do cá nhân của mình và không cho phép ai bắt buộc mình làm như thế. Tức là họ coi những cái gọi là những nội quy quy định về việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, giãn cách xã hội hay là chích vaccine là điều mà họ cho rằng là không được xâm phạm vào cơ thể của họ. Và anh là một trong những người chống đối cả hai mặt trận như tôi vừa nói. Chẳng hạn như anh làm lễ đốt khẩu trang rồi đó, và kêu gọi mọi người hãy đốt khẩu trang, rất là kích động. Còn việc mà đeo khẩu trang thì anh cho rằng hành động đó giống như là những tên phát xít Hitler áp bức người dân, bắt người dân phải tuân thủ những quy định ngặt nghèo như thế. Anh tên là Scott Apley. Và ngoài cái chuyện mà anh chống đối ngoài đời, anh còn lên trên không gian mạng tấn công dè biểu. Và khi mà vaccine của hãng Pfizer-BioNTech ra đời, nhiều người rất là vui mừng để mà chúc mừng cho cái sự ra đời của vaccine phòng chống Covid-19. Thì anh Cộng Hòa ngu ngốc này, chúng ta phải gọi là chữ ngu ngốc, là tên Scott Apley,
đã lên Twitter và lên các trang mạng tấn công và nói rằng là đó là những cái mà sản phẩm làm mất đi sự tự do của con người. Dài dòng quá. Thôi được rồi, nói tóm tắt tôi nói luôn. Rồi, khứa lão này đã bị tử vong rồi. Rồi, tính như vậy để cho mày hiểu rồi. Như vậy thì mày thấy rõ ràng không? Ở đây tao muốn nói là cái điều này là người này không phải là dân thường, cũng là một chức sắc của nhà nước. Mày hiểu tôi nói không? Đã vậy thôi còn theo truyền thống là ông này là đạo Tin Lành. Đó, ông là đạo cái đạo đạo Tin Lành, là coi đức Cơ Đốc giáo. Chống phá cái tuyệt chủng này đó, thì ta muốn nói cái điều này là cái dân trí của người Mỹ mà khi mà tiềm ẩn vào một cái gọi là mê tín dị đoan hoặc là đi theo một cái gì đó một tôn giáo nó quá đậm thì họ gầu như là chỉ có biết Thiên Chúa thôi, chắc họ không biết tên rồi, thành ra vì là họ đã chết. Đây là cái tin tức mới nóng bỏng ngang, thì ok ta mới nói vậy thôi. Bây giờ thì bố xuống cho coi, kêu An Bình Tâm nó lên đi. An Bình Tâm đang rảnh nè, đứa nào lên chơi lên chơi. Có Ok, người chỉ cho bố lên. bố mua này bên Mỹ uống nè. Trời ơi, tao đang uống hoài đó mà ơi, cả đống ở nhà con cái tao không bao giờ nó lo đâu. Nó còn hai ba thứ nữa kìa. Rồi mỗi lần uống nhiều lắm, thiếu ra gì tao nhiều thuốc lắm, nhưng mà tao nói thì nói rồi, thuốc này uống không suy nhê, bởi vì thuốc á nó sẽ làm con người ta tái tạo, nhưng mà nó có thích từ từ từ. Còn hiểu không? Còn kia là mình đang đau và nó chơi vô liền là coi như 10 mà nửa tiếng sau là coi như là sạch bách, coi như không có bị gì hết, khỏe khỏe. Chứ còn ở chuyện kia uống thuốc thì vẫn uống thuốc thôi. Đó, kết hợp nhà nhiều thuốc lắm mà con cái nó lo, mà tao tao là được con cái nó thương. Già mắc dịch nhưng mà con cái nó thương lắm, đứa nào cũng thương, đứa nào cũng nhớ chứ, rượu cỡ nào cũng chơi à, rượu má cỡ nào cũng chơi à. Nói vậy nói chứ ai mà đụng cái ông già nó là nó chết với nó, mà thấy rằng đủ cỡ mấy chục ngàn đô nghĩa địa gì đụng má bố muốn ba muốn là xong hết á, đủ rồi. Tại ba không muốn thôi, ba không thích, bởi vì con người ta nó dân dã, đủ toàn là khoái ăn cá lóc nướng chui không mà đủ hết, đâu có muốn ăn được, đâu có muốn ăn nhà, đủ tại vì đó ta không có cầu kỳ. Mà chính càng không cầu kỳ chuyện nào thì con cái khoái chuyện đó, bởi vì mình không có đại khái là giống như kiểu như mình không có đòi hỏi những cái chuyện mà bắt vơ bắt bánh phải ngồi mâm cao mua tổ đầy rồi mới ăn không. Bây giờ kỳ này tao về là tao chơi tay nghe, ăn phải ăn tay, ví dụ như gà lấy cái đùi mà tao không khoái ăn đùi, đùi thịt ngán lắm, tao khoái ăn cái bọng, tức là cái lưng với lại cái ấy đó, ngồi gặm xương để vô cách 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 giống như vậy mới đã. Còn ăn cá lóc chui là phải ăn ngồi bệt dưới đất, trải lá chuối lên giống như với miền Tây vậy, ăn với sướng đó vậy đó. Nó cảm thấy nó mới vui rồi, còn về ăn khô ăn mắm rồi chứ tao đâu có khoái vô nhà hàng mà ăn này kia kia không. Mình nói kỹ nè, mình tao là nhà hàng tao biết, mà nhà có hai cái hàng tao không biết luôn. Cái là nói vậy với nhà hàng thiệt mẹ không có xuất sắc, là bởi sao cái thợ nấu nhà hàng họ không phải là chuyên nghiệp, chỉ biết nấu mà thôi, bởi vì tất cả những cái gia vị đều bào chế sẵn thôi. Ví dụ kêu mì xào bóc cái này vô, bóc cái này vô, bóc vô, họ chỉ làm vậy. Nhưng bây giờ hỏi nó lý do tại là sao làm vậy, đủ nó không biết trả lời, bởi vì nó không phải là người đó, nó chỉ biết làm theo nguyên tắc, được không? Khác hơn cái chỗ cũng là có nồi cá kho, nhưng mà má cá kho ngon, má ơi má mày đùa, tại Đúng rồi, bà đúng này rồi. bắt Quen thêm khẩu vị hả? khẩu vị không, Mỹ không Quen có rồi. đâu. McDonald's thì chỗ nào cũng y chang như chỗ nào, không có chỗ nào ngon hơn chỗ nào, bởi vì cùng một thứ, cùng một loại Đúng thịt, rồi. cùng một cái, cùng một lò, nó chỉ tắt tằng tặc cùng cùng theo kiểu công thức luôn, thành ra Dạ. y chang như nhau, không có chỗ nào ngon hơn mà chẳng có chỗ nào mà dở hơn. Đó là chỗ đó Mỹ nó có vậy, thậm chí thức Dạ. ăn nó còn công nghiệp luôn, đừng thôi khác, Đúng rồi, dần qua đúng gì rồi. làm khác, dần qua gì làm khác. Má mày kho ngon hơn má tao, bà má mày kho thịt gà sả ớt ngon, bá cháy má tao kho không bằng. Ngược lại má tao kho kho cái gì, kho cái kho kho cái kẹo Cá khô tiêu hủ. ngon hơn má mày. Đó vậy đó, Đúng coi là rồi. cái khẩu vị đúng không? Khẩu vị Đừng mỗi có nói người. đừng bởi vì khẩu vị. Thành ra tao nói cho mày nghe, những đứa mà nhỏ nhỏ sau này đứa mà đã sống lâu bên Mỹ, đặc hợp chẳng hạn như là AQ đi, nó không biết cái gì cả, nó không biết cái gì là ẩm thực của Việt Nam, nó không biết là khẩu vị Việt Nam, nó không biết tất cần thật là văn hóa mỗi miền mỗi khác, thí dụ là vậy, nó không biết cái gì cả. Mà đã không biết thì làm sao mà lên bàn phê phản biện được, nó rõ ràng nó chỉ phản biện cái những cái chung chung và chê bai thôi, mà nó hậu hầu như nó không biết chê bai cái gì nữa, nó không biết người dân người ta muốn cái gì nữa, khổ chán cái ra nói là vui chơi thôi, đúng không? Ngu quá rồi nó chạy mất mạng hết, đúng hay mà chạy thôi nó còn chưa chạy xong rồi nó còn nói chứ vậy là Việt Nam mà đuổi nể những nền văn minh của nước ngoài của Tây phương Tây đem tới. Nó tới nó kỳ lắm, nó nặng óc ra nó nói về đuổi những nền văn minh của má khổ tao lại nó luôn, cái đồ cái gì được lấy được
nói thì đó nó vui cho thật ta tao lại nó luôn. Ê còn cái quần slip ta nè, mời đi nè, mời đi mời đi đồ. Nhiều khi tao nản nó lên mình nói chuyện tụi này lên hoài đó hoài mà không lại nó có xin nhớ gì đâu đủ khó gì thế không khó. Ok rồi rồi cho ai ơi Việt hay đứa nào lên chơi nó vui đi ha, chút xíu có gì vui lên. Mày không ngủ bởi ra tao hứng là mày là không được quyền ngủ. Không lên thì mày chửi, mày nói rồi bố tao không lên, mà lên rồi mà lần nào tao có số phận tao nó cũng không yêu, lên rồi là lên chót không à. Không phải là tao phải nấu cơm kho cá rồi hồi nữa tôi về. Ok bố xuống chút bố lên rồi. Dạ.